VFan xin được giới thiệu với anh chị em chiếc One Audio F2, tai nghe True Wireless bán chạy nhất Amazon. Chất âm không chỉ hay chuẩn đi chơi, nhịp bay sống động với màng loa 10mm mà còn có thiết kế đẹp, họa tiết đĩa thon làm điểm nhấn, có đèn báo pin. Tai nghe hoàn toàn không dây, trọng lượng chỉ 5g mang đến cảm giác đeo thoải mái. Thời lượng pin 40 tiếng, sau một lần đủ nghe cả tuần, hàng chính hãng bảo hành 12 tháng, giá chỉ 590k, hợp ví với mọi nhà. Giảm ngay 50k khi đặt hàng qua link dưới bình luận dành riêng cho khán giả của VFX. Xin chào, rất vui khi được gặp lại các bạn. Trong cuộc sống, ai trong chúng ta cũng từng thực hiện những hành động vô tình mà không hề đoán trước được hậu quả đáng kể mà chúng có thể mang lại. Một lần sơ suất, một quyết định vội vàng hay một hành động thiếu suy nghĩ có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng mà chúng ta có thể phải gánh chịu suốt đời. Và sau đây là top 5 hành động vô tình gây hậu quả nghiêm trọng nhất. Vô tình có 92 triệu tỷ đô la. Ngay cả trong những giấc mơ hoang đường nhất, cũng không có ai mơ là họ sẽ sở hữu số tiền có thể mua được cả thế giới. Chris Reynolds cũng vậy, chỉ có điều trong một khoảng thời gian ngắn, ông ta đã bất đắc dĩ trở thành người đàn ông giàu có nhất thế giới, giàu hơn mọi hình dung trong đầu bạn lúc này. Một buổi sáng đẹp trời tháng 7 năm 2013, Chris Reynolds, một người đàn ông 56 tuổi đến với chúng ta từ Philadelphia, Mỹ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa khi mở bảng sao kê tháng 6 của PayPal, một ứng dụng thanh toán trực tuyến, và nhận thấy là ông ta có quá nhiều tiền, nhiều hơn bất cứ số dư nào ông từng thấy trước đó. Theo như bảng sao kê, ông Reynolds có 92 triệu tỷ đô la Mỹ trong PayPal của mình. What? Để cho bạn dễ hình dung thì tổng tài sản của 10 người giàu nhất thế giới năm 2013 chỉ là 451,5 tỷ đô la. Chưa bằng 0,0005% số dư của Reynolds. VFX từng làm video về chủ đề sẽ thế nào nếu cả thế giới là một quốc gia. Một cách để biến điều đó thành sự thật đó là có ai đó đủ giàu để mua lại toàn bộ gần 200 quốc gia trên thế giới và gộp chúng lại là một. Và người đủ giàu đó không ai khác chính là Chris Reynolds. GDP tức là giá trị của tất cả hàng hóa và dịch vụ mà thế giới tạo ra trong năm 2023 ước đạt khoảng 105.569 tỷ đô la Mỹ. Theo một nghiên cứu vào năm 2021, tổng tài sản của thế giới bao gồm các tài sản thực trong nền kinh tế cũng như các tài sản tài chính rơi vào khoảng 1.540.000 tỷ đô la Mỹ, cũng mới chỉ mấp mé 1,7% tài khoản của ông Reynolds. Thế giới có khoảng 149 triệu km vuông đất đai. Nếu mỗi mét vuông có giá 100 đô la Mỹ, một mức giá hời nếu như bạn tính cả những vùng đất không có giá trị kinh tế hoặc không thể ở được như là sa mạc và lục địa Nam Cực, thì ông Reynolds sẽ đủ giàu có để mua từng tấc đất của cả thế giới 6 lần. Dĩ nhiên, ông Reynolds chưa có đủ thì giờ để nghĩ đến kịch bản đó. Tuy nhiên, trong vài giờ ngắn ngủi mà số tiền 92 triệu tỷ, chính xác là 92.233.720.368.547.800 đô la Mỹ xuất hiện trong suy nghĩ của mình, ông Reynolds đã kịp lên kế hoạch trả nợ công cho nước Mỹ 16,7 nghìn tỷ đô la vào năm 2013 mà gần như không tạo ra bất kỳ sự thay đổi đáng chú ý nào về mặt con số. Ông cũng nghĩ đến việc sẽ mua lại đội bóng chày yêu thích của mình là Philadelphia Phillies, dĩ nhiên là với một mức giá hợp lý. Còn anh chị em sẽ mua gì đầu tiên nếu có 92 triệu tỷ đô? Cơ mà niềm vui ngắn chẳng tay găng. Hóa ra thế giới thực sự không có nhiều tiền đến thế. Và những gì mà siêu tỷ phú bất đắc dĩ nhìn thấy trong vài giờ chỉ là một trục trặc hệ thống của PayPal. Số dư tài khoản của ông nhanh chóng trở về 0 đô la. PayPal đã xin lỗi về sự cố không vui này bằng cách quyên góp cho một tổ chức từ thiện do ông Reynolds lựa chọn. Hú hồn, tưởng quả đấy tôi phải bán nhà đền rồi chứ, một nhân viên của PayPal cho biết. Vô tình chặt hạ cây 5.000 tuổi. Có rất nhiều cách để được nhớ tới. Một trong những cách tệ nhất là vô tình chặt mất cái cây thọ nhất thế giới. Prometheus là một cây thông nón gai cổ đại từng sống trên đỉnh Wheeler ở phía đông bang Nevada, Hoa Kỳ. Nó đã bị đốn hạ vào năm 1964 bởi một nhân viên kiểm lâm giấu tên và một sinh viên mới tốt nghiệp tràn đầy háo hức có tên là Donald Ruskery. Trong thần thoại Hy Lạp, Prometheus là nhân vật đã đánh cắp lửa từ các vị thần trên đỉnh Olympian và trao nó cho con người.
Bằng phương pháp đếm các vòng sinh trưởng của cây, các nhà khoa học xác định rằng cây Prometheus nhiều khả năng đã 5.000 năm tuổi tại thời điểm nó bị đốn hạ một cách vô tình vì mục đích nghiên cứu. Để bạn dễ hình dung thì kim tự tháp Khufu hay còn gọi là đại kim tự tháp Giza được khởi công vào năm 2570 trước Công nguyên. Tại thời điểm đó, cây Prometheus đã 466 năm tuổi và đây là những gì còn lại của nó. Nghĩ nó chán, vô tình giết con ngao 500 tuổi. Ngao là một loài nhuyễn thể hai mảnh. Hai mảnh ở đây có nghĩa là hai mảnh vỏ ngao ấy, chứ không phải là bikini đâu nhà mèo. Này, bố mình nhịn được lâu lắm rồi đấy nhá. Theo các chuyên gia thì ngao không có khả năng cảm nhận nỗi đau, thế nhưng lại có cảm xúc. What? Nếu quả thực là như vậy thì vào năm 2006, một con ngao đã cảm thấy vô cùng bất lực và trầm kẽm khi mà nó phải chết một cách oan uổng sau hơn 500 năm. Mình là một cá thể ngao nước mặn được bắt ngoài khơi bờ biển phía Bắc Iceland vào năm 2006. Các nhà báo của tờ Sunday Times gọi nó là Minh vì nó được sinh ra vào năm 1499 trong thời nhà Minh của Trung Quốc. Hoặc bạn cũng có thể gọi nó là Hậu Lê nếu như bạn muốn nhớ thêm về lịch sử phong kiến của Việt Nam. Minh sinh ra chỉ 7 năm sau khi Christopher Columbus đặt chân lên châu Mỹ. Nó đã kinh qua hai cuộc thế chiến và chứng kiến toàn bộ giai đoạn quan trọng nhất trong lịch sử nhân loại. Sự sống của cá thể động vật phi tập đoàn lâu đời nhất từng được phát hiện này đã bị chấm dứt bởi sự ngây thơ của một nhà nghiên cứu người Anh vào năm 2006. Người đã không biết về độ tuổi ấn tượng của cụ Minh và đã mở vỏ cụ ra một cách sỗ sàng trước khi cấp đồng cụ. Vỏ ngao được tạo ra liên tục trong suốt cuộc đời con vật bằng cách thêm các lớp vật liệu mới, chủ yếu là CaCO3 và protein vào phần rìa ngoài cùng của vỏ. Trong điều kiện thuận lợi, thức ăn dồi dào, lượng khoáng chất trong môi trường ít biến động, các lớp vỏ phát triển một cách đều đặn và có thể cho biết tương đối chính xác tuổi của con vật. Bằng cách đếm các giải sinh trưởng hàng năm trên mặt cắt ngang vùng bản lề của vỏ, các nhà nghiên cứu ban đầu công bố mình đã 405 tuổi. Vào năm 2013, người ta đã cắt vỏ của cụ mình để tái đếm các giải sinh trưởng, kết hợp với phương pháp xác định hiện đại bằng carbon 14 và kết luận rằng cụ đã 507 tuổi tại thời điểm bị giết, già hơn khoảng một thế kỷ so với tuyên bố trước đó. Trời ơi, chưa? Cho đến nay, giới tính của cụ ngao mình vẫn còn là một bí ẩn. Theo các nhà nghiên cứu, tại thời điểm cụ đi đời, cụ đã quá già và cơ quan sinh sản của cụ đã hoàn toàn tiêu biến. Cấm ông nào cười cụ đấy nhá. Vô tình gây ra cái chết của 100 triệu người. Thomas Mitchell Jr. là một nhà khoa học danh tiếng người Mỹ. Ông là tác giả của hơn 100 bằng sáng chế. Tuy nhiên, ông cũng là một trong những nhà khoa học khổ tâm nhất mọi thời đại khi mà một trong những phát minh khiến ông tự hào đã biến ông thành người đàn ông vô tình giết chết nhiều người nhất trong lịch sử. Trở lại đầu thế kỷ 20, sang thời bấy giờ rất dởm, chúng là thủ phạm gây ra tình trạng nhiên liệu cháy không đều trong xi lanh của động cơ, tạo ra tiếng gõ gọi là engine knocking. Trong lúc làm việc tại General Motors vào tháng 12 năm 1921, Thomas phát hiện ra rằng việc thêm chì tetraethin vào xăng làm tiếng gõ biến mất. GM gọi loại phụ gia họ thêm vào xăng là ethin, tránh đề cập đến thành phần chì trong mọi báo cáo và quảng cáo. Giá thành rẻ, dễ chế tạo, lợi nhuận siêu cao, dễ hiểu khi xăng pha chì trở thành mặt hàng được ưa chuộng. Và cũng rất nhanh, những hậu quả của nó cũng bắt đầu xuất hiện. 10 công nhân đã tử vong do ngộ độc chì tại các nhà máy sản xuất phụ gia chì tetraethin. Bản thân Mitchell cũng bị ngộ độc chì và đã phải đi chữa bệnh trong gần như cả năm 1923. Mitchell biết rõ sự độc hại của chì và ông đã chủ quan khi cho rằng tác hại của xăng pha chì là có thể kiểm soát với tỷ lệ 1/1000. Trong buổi họp báo ngày 30 tháng 10 năm 1924, Mitchell đã chứng minh sự an toàn của phụ gia chì tetraethin bằng cách đặt một chai hóa chất dưới mũi và hít hơi của nó trong 60 giây, tuyên bố rằng ông có thể làm điều này mỗi ngày. Thế nhưng bản thân ông lại bị nhiễm độc chì sau đó. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Xăng pha chì đã được sử dụng bởi hàng triệu chiếc xe hơi cho đến tận cuối thế kỷ 20, khi chúng dần được thay thế bởi các loại xăng không chì. Nhật Bản là nước đầu tiên trên thế giới đã cấm xăng pha chì vào năm 1986. Algeria là nước cuối cùng làm điều này vào năm 2021. Tại Việt Nam, xăng pha chì bị cấm khỏi thị trường kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2001.
Tuy nhiên, sau gần một thế kỷ, việc sử dụng xăng pha chì đã giải phóng một lượng lớn chì vào bầu khí quyển trên toàn thế giới, tập trung ở các thành phố lớn và gây ra những tác hại ghê gớm. Nói không ngoa, Thomas Midgley là người đã gián tiếp đầu độc khí quyển trái đất bằng chì. Chì tích tụ trong xương trong nhiều năm, nó phá vỡ vỏ myelin xung quanh sợi trục của các tế bào thần kinh, gây đau đầu, giảm trí nhớ và ngứa gian. Ở trẻ nhỏ, ngộ độc chì gây ra rối loạn hành vi và rối loạn học tập, gây sa sút trí tuệ. Tổng cộng, chì đã làm mất đi của thế giới khoảng 800 triệu điểm IQ và là thủ phạm của 2/3 số trường hợp khuyết tật trí tuệ không rõ nguyên nhân. Thế giới ngày nay kém thông minh hơn một phần chính là nhờ công của xăng pha chì. Trên toàn cầu, ngộ độc chì đã gây ra cái chết của khoảng 100 triệu người, hầu hết đều liên quan đến phát minh của Thomas Midgley. Ngoài xăng pha chì, Thomas Midgley cũng là cha đẻ của chất làm lạnh R12. Ga lạnh R12 từng được sử dụng phổ biến trong điều hòa và tủ lạnh trước năm 2010, có khả năng gây phân hủy tầng ozone, tạo ra các lỗ thủng trên tấm khiên vô hình đang bảo vệ sự sống trên trái đất khỏi bức xạ cực tím gây ung thư của mặt trời. Nhà sử học môi trường người Mỹ J.R. McNeil đã nhận định rằng Thomas có nhiều tác động xấu đến bầu khí quyển hơn bất kỳ sinh vật đơn lẻ nào khác trong lịch sử trái đất, trong khi nhà văn khoa học Fred Pierce đã mô tả anh ta là một thảm họa môi trường một người. Cuối đời, Midgley mắc bệnh bại liệt và bị tàn tật. Ông bị thắt cổ đến chết vào ngày 2 tháng 11 năm 1944 bởi chính thiết bị mà ông phát minh để giúp ông ra khỏi giường mà không cần tới sự trợ giúp. Có những thứ lẽ ra không nên được phát minh thì tốt hơn. Vô tình ngắt kết nối tàu thăm dò cách trái đất 20 tỷ km. Vào ngày 21 tháng 7 năm 2023, NASA tuyên bố họ đã mất liên lạc với tàu thám hiểm vũ trụ Voyager 2 sau khi một loạt mệnh lệnh được cài đặt từ trước đã vô tình xoay anten của nó ra khỏi trái đất. Mặc dù anten của tàu vũ trụ chỉ dịch chuyển khoảng 2%, thế nhưng chừng đó đã đủ để cắt đứt mọi liên lạc. Voyager 2 được phóng vào không gian vào ngày 20 tháng 8 năm 1977, 16 ngày trước chị em sinh đôi của nó là Voyager 1. Nó bay theo một quỹ đạo dài hơn để đến Mộc Tinh và Thổ Tinh, đồng thời ghé thăm cả hai hành tinh băng khổng lồ là Thiên Vương Tinh và Hải Vương Tinh, trong khi Voyager 1 chỉ bay ngang qua Mộc Tinh, Thổ Tinh và vệ tinh Titan của Thổ Tinh. Chính vì vậy, mặc dù xuất phát trước, Voyager 2 lại về nhì trong cuộc đua rời khỏi hệ mặt trời vào năm 2018, sau Voyager 1 tới 6 năm. Liên lạc giữa trái đất với các tàu vũ trụ được thực hiện thông qua mạng không gian sâu Deep Space Network, một hệ thống các anten radio lớn được bố trí thành 3 trạm liên lạc không gian đặt tại Mỹ, Tây Ban Nha và Úc. Chúng gần như cách đều nhau, thành thử khi trái đất quay, bất kỳ tàu vũ trụ nào trong không gian cũng luôn nằm trong tầm phủ sóng của ít nhất một trạm. Ở chiều ngược lại, để có thể thu tín hiệu từ trái đất và gửi dữ liệu mà chúng thu thập được về nhà, một điều kiện tiên quyết mà những con tàu vũ trụ phải duy trì 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm, đó là chúng phải luôn hướng những chiếc chảo của mình về phía trái đất. Như bạn có thể thấy, hai chiếc anten đường kính 3,7m là thứ nổi bật nhất trên cả hai chiếc Voyager. Một cách không ngoa, chúng giống như là những chiếc anten bay nhiều hơn là một con tàu vũ trụ. Vấn đề là làm thế quái nào mà những con tàu có thể xác định phương hướng trong không gian để luôn biết hướng nào là trái đất để mà trí anten? Ý tớ là ở ngoài đó đâu có đông tây nam bắc gì, đúng không? Câu trả lời té ra lại vô cùng đơn giản. Các phi thuyền Voyager được trang bị cảm biến cho phép nó xác định nguồn sáng lớn nhất trên bầu trời. Trong phạm vi lân cận hệ mặt trời thì nguồn sáng mạnh mẽ nhất chỉ có thể là Ngọc Hoàng Đại Đế, aka ông rời. Hiện tại thì cả hai tàu thăm dò đều ở rất xa, thế nên là việc hướng anten vào mặt trời hay trái đất thì cũng như nhau. Các động cơ đẩy làm việc và xoay con tàu cho đến khi nó chĩa vào mặt trời. Khi này, tọa độ của con tàu xem như đã được khóa lại trên hai trục là X và Y. Để khóa trục tọa độ còn lại của không gian 3 chiều, Z, con tàu tiếp tục xoay cho đến khi một thiết bị theo dõi sao tìm thấy Canopus, ngôi sao sáng thứ hai trên bầu trời. Sau đó, con quay hồi chuyển sẽ đảm bảo chiếc chảo giữ nguyên hướng của nó. Trở lại với sự cố ngày 21 tháng 7, độ lệch khoảng 2% nghe thì có vẻ là nhỏ, thế nhưng ở khoảng cách gần 20 tỷ km, đường kính của trái đất khoảng 12.700 km trở nên bé một cách thảm hại. Để bạn dễ hình dung thì nếu trái đất to bằng hòn bi ve, đường kính 1cm, thì tàu Voyager 2 nhỏ cỡ hạt bụi nhỏ nhất đang thu tín hiệu từ hòn bi đó tại khoảng cách
bạn đoán xem 15,7 km. Khi này, một góc quay 2% hay 7,2 độ là quá lớn để anten định hướng trên Voyager 2 có thể bắt được thứ gì đó gửi từ trái đất. Nghĩa là sau khi lỡ tay, các nhà khoa học gần như không thể làm gì để sửa sai. Điều duy nhất mà họ có thể làm đó là liên tục gửi đi các tín hiệu sửa lỗi từ trạm Canberra, Úc. Mỗi lần như vậy, họ phải chờ hơn 18 tiếng để tín hiệu đến được Voyager 2 và thêm hơn 18 tiếng nữa để hy vọng nghe lại được câu trả lời từ bên ngoài hệ mặt trời. Câu hỏi đặt ra là chẳng lẽ hàng trăm, hàng nghìn bộ óc tại NASA lại không đoán trước được điều này? Ý tớ là bạn phải lường trước được các kiểu lỡ tay có thể khiến bạn mất vĩnh viễn quyền kiểm soát với một thứ quý giá như là tờ vũ trụ Voyager chứ, đúng không? Quả đúng là như vậy. Chúng ta sinh ra không ai hoàn hảo, ai cũng có thể mắc sai lầm. Trước khi phóng Voyager 2 vào không gian, các chuyên gia đã lập trình để nó tự động đặt lại vị trí vài lần mỗi năm. Trong trường hợp xấu nhất, NASA chỉ cần chờ đến ngày 15 tháng 10 năm 2023 để có thể nói chuyện lại với con tàu của mình. Tin an ủi đó là ít nhất thì NASA khá chắc chắn rằng con tàu vẫn hoạt động bình thường. Vào ngày 1 tháng 8, các anten của mạng không gian sâu đã bắt được thứ gì đó, có vẻ như là tín hiệu gửi về từ Voyager 2. Nó quá yếu để có thể được phiên dịch thành một tín hiệu hoàn chỉnh. Tuy nhiên, đây là dấu hiệu cho thấy rằng con tàu ít nhất vẫn còn hoạt động và sẽ tiếp tục thu thập dữ liệu về môi trường bên ngoài hệ mặt trời trên quỹ đạo đã định của nó. Từ giờ đến ngày 15 tháng 10, các chuyên gia của NASA có thể tranh thủ nghỉ ngơi, làm vài trận game, đi xem concert hay là book vé sang Việt Nam nghỉ mát. Còn lâu ạ. Được biết là NASA đang nỗ lực để nối lại liên lạc với Voyager 2 trong lúc anten của nó lệch khỏi trái đất khoảng 7,2 độ. Để làm điều này, một anten của mạng không gian sâu sẽ chủ động tạo ra một tiếng hét. Có bản chất là một tín hiệu cường độ cực lớn để hy vọng là Voyager 2 với cái chảo đang lệch một góc của nó có thể nghe thấy và xoay trở lại đúng vị trí. Tiếng hét liệu có thành công hay không? Tớ không biết. Còn anh chị em nghĩ sao? Mời comment bên dưới. Nếu anh chị em thích video này, nhớ tặng chúng tớ một like và share. Như mọi khi, nhớ đăng ký kênh và rung chuông để được thông báo khi có video mới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.